nay là sinh nhật của em. Bây giờ sinh nhật của ba. Dễ thương quá dạ. Em dâu biết mang dài hả? Con biết hôm nay là ngày gì không? Sinh nhật của ai ạ? Sinh nhật của con. Dạ. Con sẽ có quà nha. Hôm nay là sinh nhật của em dâu nha, cho nên là chúng ta hết sức phải cưng chiều em dâu nha. Con đồng ý không bác? Đây, hiện tại gia đình mình đã đến nơi để ăn sinh nhật em dâu ngày hôm nay. Ủa, em dâu đâu rồi? Rồi, đây, chạy qua đây với anh bắp rồi. Rồi. Hôm nay là ngày gì dâu? Sinh nhật của ai? Con mấy tuổi rồi? Con 3 tuổi rồi. Con 3 tuổi rồi. 3 tuổi rồi. Hôm nay là sinh nhật 3 tuổi của em dâu. 2 năm trước á, là bởi vì dịch quá cho nên là không thể nào đi ra ngoài ăn được. Chính ra em dâu á, thiệt thòi con bắp rất là nhiều. Bởi vì là anh Bắp là lúc mà mới sinh ra là anh Bắp là được tổ chức thôi nôi nè, được tổ chức sinh nhật đầy đủ nè, có bạn có bè, có ông bà nội bà ngoại và được đi khắp mọi nơi trên đất nước Việt Nam. Nhưng mà em dâu sinh đúng mùa dịch cho nên thế là dâu không có được đi đâu, mãi tới tận gần đây thì dâu mới được đi du lịch xa. Và trong đó thì tới sinh nhật lần thứ ba này á, thì dâu có được đi ông bà nội bà ngoại và mọi người, cho nên là mọi người phải nhớ chúc mừng em dâu thật là nhiều nha. Và hôm nay á, thì Cơ và Phượng dắt mọi người đi ăn bánh lẩu. Ở đây có rất là nhiều vị nha. Vị cua đen nè, rồi vị nấm nè, rồi vị tôm dâm nè. Tôm xương nè. Wow, hấp dẫn. Ngày hôm nay là có ông bà ngoại nữa đây. Đây, ông bà ngoại. À, đây là ông bà nội. À, đây là bạn thân của dâu dâu và bắp. À, chị chính bạn thân. Và ngày hôm nay là mọi người rất là đầy đủ có mặt ở đây để ăn nha. Em dâu ơi, con phải mời tất cả mọi người ăn tối, ăn sinh nhật của con. Con mời tất cả mọi người ăn tối đi. Con mời ai? Con mời ai? Con mời ai? Mời từng người, mời từng người. Con mời ai? Bà mà rồi ai nữa? Tiếp. Rồi ai nữa? Rồi ai nữa? Rồi ai kế bên con nữa kìa? Kè kế bên con. Đây, mời ai? Ở đây nữa. Trời, đây anh Bắp. Đây, Bắp ơi. Anh Bắp mời, mời, mời ông bà ăn chưa? Dạ chúc. Bây giờ con mời ông bà ăn đã. Dạ chúc mà ăn ngon nè. Chúc gì ăn ngon nè. Chúc tía ăn ngon nè. Chúc cho ăn ngon nè. Chúc mẹ ăn ngon nè. Chúc ba ăn ngon nè. Chúc cầu ngon nè. Rồi, ok. Chúng ta cùng thưởng thức thôi, con muốn ăn gì đây? Ăn chua. Rồi, bò đã có. Bây giờ nghi thức quen thuộc của đại gia đình đó là chúc mừng sinh nhật lì xì và bánh kem. Trước khi mà em dâu nhận lì xì và ăn bánh kem, em dâu hãy hát một bài cho tất cả mọi người nha. Hát bài gì? Happy birthday. Wow, con muốn hát bài con vịt. Rồi, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Yeah.
A few moments later. Rồi, thế là gia đình chúng ta đã ăn tối xong. Bây giờ đã đến lúc là các bạn sẽ chọn những phần quà cho riêng mình. Hình như là hôm nay chỉ có dâu có quà thôi đúng không con? Không nữa. Hôm bữa là cho dâu chọn quà, bây giờ dâu cũng phải cho dâu chọn quà. Đúng rồi, hôm bữa là anh Bắp sinh nhật là em dâu cũng có quà, anh Bắp cũng chọn quà cho em dâu, và hôm nay chúng ta cũng sẽ làm ngược lại vậy. Được không con? Đi đâu. Rồi ok, chúng ta đi xuống chọn quà thôi. Em dâu mua món gì đây? Em dâu chọn đồ chơi đi. Con mua gì đây? Cái này là cái gì vậy con? Đâu, cái nào đâu? Con chỉ coi. Con chắc chắn là con mua cái này chưa? Con biết chơi chưa? Cái đó là cái gì mà con mua? Là chọn cái khác đi ha. Cái này hôm bữa con ở nhà có một con rồi. Cái đó hả? Cái đó là đất sét. Con muốn mua đó không? Muốn chơi cái đó không? Đất sét thì được đó. Đâu rồi, cuối cùng em dâu chọn món nào? Nãy giờ đổi rất là nhiều rồi nè. Đây cuối cùng em dâu chọn món này. Không biết đây là gì, nhưng mà thôi em dâu thích là được rồi. Cái này là bộ đồ chơi trẻ em khuôn viên vui chơi gia đình sói. Không biết cái này là gì luôn. Thôi miễn em dâu thích là được rồi. Miễn em dâu thích là được rồi. Okay. Rồi đi thôi. Yeah, con đi đâu đó? Dạ, con đi qua nhà người ta. Để làm gì? Ha, qua bệnh đặt bánh đúng không? Dạ. Ủa nhưng mà cái bánh này đâu phải của con, cái bánh này của ai? Của dâu. Của dâu. Con đem bánh đi đâu dâu? Đi đâu cho mình biết thay. Qua cho mình đám mình Mỹ ăn đúng không? Ok, con cầm đàng hoàng, đừng có chừng, đừng có nó rớt bây giờ. Đi thôi, đi thôi. Bắp cầm đi thôi đi lên nhanh đi đi chào mày mấy Hồng Tâm.
Đi ra tặng bánh sinh nhật. Đi 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 ra đi ra đi ra. Rồi giàu à. Đi 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 đi. Đi, mày mấy đi con. Mày mấy để chân xuống. Để chân xuống. Đúng rồi. Rồi bây giờ ổ có ai chúc em dâu gì không vậy? Chúc. Xin mẹ. Đúng rồi. Một cái. Ủa, thế mà bậy mà. Tới mày mấy chúc em dâu. Ủa rồi rồi. Rồi. Ai bắt chưa chúc em dâu nè. Giờ chúc lại đi. Hôm nay sinh nhật mà. Càng ngày càng học tốt, càng ngày càng nhiều sức khỏe. Dạ, ok. Chúng ta ăn bánh sinh nhật thôi.